Không biết từ khi nào, Quy Nhơn đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn bởi có nhiều thắng cảnh còn mang vẻ đẹp hoang sơ. Và Kỳ Go là một trong những địa điểm nổi tiếng tại Quy Nhơn. Đến đây, quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy cát trắng, nắng vàng và biển xanh. Xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi trở lại Kỳ Go vào một ngày nắng với mong muốn mang lại những hình ảnh đẹp nhất đến với khán giả của Tung Tăng TV. Kỳ Go nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía đông nam. Đây được coi là một địa điểm du lịch lý thú nhất tại Quy Nhơn với hai mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Rất nhiều du khách sau khi đón bình minh tại eo gió sông thì sẽ qua Kỳ Go trải nghiệm tắm biển và nghỉ ngơi. Những hình ảnh đầu video này, chúng tôi đã cố gắng mang lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại Kỳ Go cho quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tung Tăng TV muốn mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm Kỳ Go theo phong cách hậu trường làm việc. Tuy hơi khác lạ một chút xíu so với những lần trước đây, nhưng chúng tôi mong muốn mang lại những hình ảnh đẹp nhất, thực tế nhất, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đi khắp nơi. Đằng sau những khung hình thì cả ekip Tung Tăng TV cũng rất vất vả. Cái khâu chuẩn bị cũng khá là vất vả nha quý vị. Mặc dù là tất cả mọi thứ giống như là một cái người gì đó rất là chất đúng không? Người ta là đại gia còn mình là đại hoa, bởi vì trên cũng hoa mà dưới cũng hoa. Nhưng mà vẫn phải chải tóc cho hoa. Đấy, ok. Cái này sao nào? Wow. Nhẹ thôi anh ơi, rồi bên này nhá. Đấy, sau này nhớ lấy chồng là kiếm một người nào đấy như anh nhá, chăm sóc từng ly từng tí nhá. Cứ phải dượng mới được thôi. Muốn đẹp thì phải có tất cả anh em vào việc. Chắc chắn quá trình làm việc sẽ không tránh được sai sót. Rất mong quý khán giả thông cảm và bỏ qua cũng như đồng hành cùng Tung Tăng TV trong các chương trình tiếp theo. Bởi vì ý kiến của khán giả đối với chúng tôi rất quan trọng. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành nhé. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ quý vị sẽ rất là lạ lẫm bởi vì Tuấn trong một cái bộ đồ mà người ta thì đại gia, còn Tuấn thì lại là đại hoa. Hôm nay Tuấn lại áo hoa này, mũ hoa và đi cạnh một bông hoa nữa. Có lẽ cái sự hiện diện của Uyên ngày hôm nay thì sẽ giúp cho chúng ta một cái điều rất là lý thú trong một cái hậu trường mà anh em của chúng tôi sẽ thực hiện. Và vị trí ở đây đó là Kỳ Go. Một bãi biển tuyệt vời. Thật sự rất là đẹp, ở đây rất là đẹp luôn. Mọi người có thể thấy là phong cảnh có núi này, có biển này và có rất là nhiều dạng dừa phía sau, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Bên cạnh còn có một đại hoa đang còn xách dép cho người đẹp nữa đây này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân Tung Tăng TV trải nghiệm một chút xíu về Kỳ Go mà chúng ta đã lần trước đã đi trải nghiệm rồi. Quá trình mà trong khi Uyên đang còn quay thì Tuấn sẽ là người xách dép đấy, xách dép cho người đẹp. Lần này thì Tuấn sẽ dẫn quý vị đi tham quan Kỳ Go nhưng theo dạng hậu trường, nên nếu như mà đang còn xách dép thì quý vị hết sức thông cảm. Và lần này chúng ta quay trở lại Quy Nhơn, quay trở lại Kỳ Go, đã thấy cái khung cảnh thay đổi hẳn. Rất là nhiều cái tiểu cảnh, rất là nhiều những cái nơi để quý vị có thể đến đây nghỉ ngơi, tắm nắng và chụp hình. Tuyệt vời luôn, mọi thứ góc nào chụp cũng đẹp.
Thưa quý vị đang đứng cùng Tuấn ở trên bãi biển Kỳ Co. Nơi đây có cát trắng, nắng vàng, biển xanh và mọi thứ rất là trong lành. Hầu như tất cả những du khách đều lựa chọn những ngày cuối tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật để đến bãi biển Kỳ Co để có những trải nghiệm và gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Quý vị nhìn từ xa sẽ thấy những cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Xa xa đầu kia sẽ là cây cầu tình yêu, và xa hơn nữa đi ra ngoài kia sẽ là hang Yến. Chúng ta đang đi trên cây cầu tình yêu, một nơi mà tất cả những bạn trẻ lựa chọn để chụp hình cũng như trải nghiệm. Ở cây cầu tình yêu này thì một bên chúng ta sẽ có biển và một bên sẽ có những vách đá nó tuyệt vời như thế này. Rất là đẹp luôn ạ. Còn ở đây thì nếu như quý vị để ý khi đi trên cây cầu tình yêu này, đó là chúng ta sẽ thấy một cái nơi mà thiên nhiên ban tặng cho Kỳ Co mà được mệnh danh là bể bơi ở trên cạn. Đấy, nếu như mà có những góc chụp hình nào đó quý vị vào đây chụp hình thì cảm giác giống như đang ở trên bể bơi và nhìn ra biển luôn. Ngay trên cái khu vực này thì bản thân cái cầu tình yêu lại có một nơi có hình trái tim em ạ. Dạ đúng rồi, em cũng vừa thấy xong thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua đó nhá. Ừ, lần trước anh cũng dẫn một cô, lần này anh dẫn em thêm một lần nữa. Lần nào dẫn một cô để có thể kiểu đại hoa đúng không? Đại gia đâu quý vị. Đây, cây cầu mà trái tim, hình trái tim ở đây quý vị này. Đợt này đã được sơn sửa lại rất là mới luôn. Tuyệt vời. Và từ đây nhìn qua đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái khung cảnh của Kỳ Co. Xa xa sẽ là cây cầu cảng, một nơi được rất nhiều người lựa chọn chụp hình. Đấy, khi dẫn người yêu ra đây thì cảm nhận sẽ khác tí em nhỉ? Đúng rồi. Chắc là trong dịp sau mà em tới với Kỳ Co chắc chắn em sẽ dẫn người yêu ra đây. Ừ. Mong là vậy. Mong là vậy chứ như anh dẫn ra thì đôi khi nó lại chưa có cái cảm giác của cái tình yêu. Bởi vì lần nào anh cũng dẫn một cô mà. Với những điều tuyệt vời mà chúng ta vừa được tận hưởng thì quả là rất có lý khi mà Kỳ Co luôn được du khách vinh danh là Maldives Việt Nam. Cái tên đó cũng đủ nói lên cái vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Kỳ Co. Ôi, bây giờ cái cảnh mà chúng ta sẽ quay cô gái của chúng ta, đó là cô gái sẽ đứng ở trên cái chỗ mà bể bơi và flycam sẽ bay xung quanh và Tuấn là người phụ trách cái việc này. Anh em vẫn đang còn theo dõi. Bây giờ nha, em là để anh nhìn thẳng vào flycam, sau đó là sẽ vẫy nhìn thẳng vào flycam, sau đó khi mà flycam khuất vào phía sau á là em sẽ nhìn về phía con thuyền nhá. Được chưa? Bây giờ ok. 1, 2, 3 bắt đầu.
anh đang vòng quanh em nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giang tay ra nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Ok. Rồi, một shot, one shot, one kill và chúng ta đã thấy những hình ảnh Tuấn bay tay này. Đây. Ok, đã hoàn thành cái đây cho quý vị xem này. Đây. Nó cần quay. Đây, cái này là chưa lên màu nha quý vị nhé. Đây là cái bản dinh của trong máy. Đấy, nói chung là cứ phải dẻo một tí xíu thì mới chiều được các cô ấy được, đúng không? Mặc dù cái hướng bay của Tuấn tầm nó rất là thấp, nó cực kỳ ngắn luôn. Nhưng mà cố gắng để mang đến cho quý vị những hình ảnh tốt nhất có thể, đẹp nhất có thể. Ôi, ok, chúng ta lại mang flycam về thôi, trở về lại. Quay ở ngoài bãi biển thôi. Camera xứng đáng một like quý vị.